Hello anh em nhé, hôm nay mình tuyển được một cặp iPhone 11 Pro, mình thấy khá là chất ở đây. Con màu đen là 256GB, máy mã Nhật, pin còn 88%, zin áp hết, tức là zin nguyên bản nhà sản xuất chưa mở ốc đít. Con màu xanh rêu là bản 64GB, mã Mỹ, pin còn 90%. Chắc hẳn là anh em cũng quan tâm đến giá bán của hai con máy này đúng không? Thì con 64GB màu xanh rêu sẽ có giá là 18 triệu. Con màu đen 256GB mã Nhật sẽ có giá là 20 triệu. Hai sản phẩm này khi bán ra đều được tặng kèm cho anh em một cái dán cường lực và một cái bộ sạc zin 18W của 11 Pro Max, sạc rất là nhanh, rất là chuẩn anh em nhé. Ok, tất cả mọi thông tin của shop di động Nhật Nam đều có dưới cái phần mô tả clip này, cũng như là trên Google tìm kiếm, hoặc là anh em có thể tìm thấy địa chỉ cửa hàng của mình luôn. Mình có shop nằm ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người ở gần đến trực tiếp xem và mua hàng. Những bạn ở xa mua những sản phẩm này vui lòng cọc cho mình 300.000, sau đó cho thông tin địa chỉ để Nhật Nam ship hàng qua đường bưu điện nhé, với hình thức là ship code. Tiền đặt cọc đã được trừ luôn vào tiền máy và các bạn sẽ phải thanh toán thêm khoản phí ship bên bưu điện họ thu. Những máy này do là máy giá trị cao cũng như là hàng dễ vỡ nên phí ship cũng tương đối là cao chứ không thấp nhá. Khoảng những máy này là mình ước chừng là phí ship khoảng từ 150 đấy, nên là mọi người hãy cân nhắc nhá. Nhật Nam không bao phí ship, ok, chỉ bao máy ngon, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, khá là chất nhá. Duy nhất còn 2 máy, hàng hiếm đấy nha anh em. 64GB là màu xanh rêu và 256GB là màu đen. Ok, ai kết con nào hãy alo cho mình nhá. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.